bạn sẽ tận hưởng nỗi đau của địa ngục. Có một kiểu vay gọi là mượn hổ béo, kiểu mà bạn mượn và không bao giờ trả lại. FAT Tiger sẽ giúp bạn đọc spoiler những bộ truyện tranh bạn chưa đọc xong. Nếu bạn chưa hoàn thành trò chơi, FAT Tiger sẽ giúp bạn hoàn thành miễn phí. Thật là một người tốt. Khi Nobita trở về nhà, cậu biết được lòng tốt hàng ngày của FAT Tiger. Tôi nóng lòng muốn trao đi loại người này. Chuyến tham quan một ngày để trải nghiệm thế giới ngầm của tầng địa ngục thứ 18. Robot nuôi dạy con cái của Nobita. Sau đó chúng ta phải đáp ứng mọi yêu cầu. Anh ta lấy ra hộp địa ngục. Nhìn cái nhìn này, nó có thể là một món đồ chơi trẻ em khác trong tương lai không? Không ngờ vào lúc này, mẹ nhờ Nobita giao lại phiếu báo điểm hôm nay. Nobita hoảng sợ. Thứ tự gì? Phiếu điểm nào? Kết quả là gì? Kết quả là giây tiếp theo, Nobita xuống địa ngục. Người đàn ông đầu bò, mặt ngựa cầm chiếc kìm sắt dài 40 mét. Chúng ta phải tra tấn Nobita, bởi vì Nobita đã phạm sai lầm. Rõ ràng tôi được 0 điểm trong kỳ thi nhưng tôi vẫn nói dối mẹ. Điều đó chỉ có thể tận hưởng nỗi đau của địa ngục. Nobita sợ hãi nhảy cao 2 mét. Nobita bỏ chạy, anh đuổi theo con ngựa đầu bò. Trong thời kỳ khủng hoảng, Nobita nắm lấy cọng rơm cứu mạng, vừa thoát khỏi kìm hàng loạt chí mạng của người mặt ngựa đầu bò. Nobita không hiểu, đó chỉ là lời nói dối thôi sao? Ngay cả khi bạn giết một con muỗi, nếu bạn không ăn uống đúng cách, bạn sẽ xuống địa ngục. Lam béo tưởng đại hùng sợ hãi, chỉ muốn lấy lại đạo cụ, không ngờ Nobita lại giật mất. Vậy thì hãy để FAT Tiger xuống địa ngục đi. Ha ha, về chiếc ống hút cứu mạng vừa cứu Nobita. Trên thực tế, đó là thiết kế nhân bản của chiếc hộp địa ngục. Chỉ cần nhấn công tắc dưới hộp, sẽ cứu người trong địa ngục. Thế là đại hùng đã tìm thấy tiểu phúc. Cả hai đánh nhau ngay lập tức, chào mừng sự kết thúc của con khỉ đột điếc tông. Kết quả là giây tiếp theo, bởi vì hai người họ đã nói xấu FAT Tiger sau lưng, lại bị Diêm Vương phán xét, gần như trở thành một con người bị nấu chín. Hai người tưởng mình bị trúng hai đòn xui xẻo, sẽ từ bỏ cơ hội trả thù. Bất ngờ, chỗ dựa này đơn giản là tuyệt vời. Địa ngục, địa ngục. Hai người và một con mèo gặp Shizuka trên đường. Không ngờ đúng lúc này, Shizuka lại bị một con muỗi sát thủ tấn công. Để ngăn chặn Shizuka phải chịu đựng nỗi đau giết chóc, cả hai đã chọn cống hiến hết mình. Có một spa chân ở địa ngục. Không biết hai người có còn sống để nhìn thấy FAT Tiger còn sống hay không. Nhưng khi cả hai tìm thấy FAT Tiger, hổ béo nhưng vì vẻ ngoài xấu hổ của hai người, phát khởi tâm Bồ Tát, suy cho cùng, một mình tôi chỉ có thể ức hiếp em trai mình mà thôi. Vì FAT Tiger không đi theo con đường thông thường, hai người không cần phải thể hiện lòng thương xót. Nhưng FAT Tiger chưa kịp phô diễn nắm đấm uy lực của Tiger và Tiger, hai người họ đến gặp Diêm Vương vì họ không hề tỏ ra thương xót. Chúng tôi đã chơi deep vô cùng nhau. Một hoạt động tuyệt vời như vậy, ngay cả khi bạn kích hoạt số mạng không giới hạn thì vẫn chưa đủ. Vì không thể chiến đấu bằng vũ lực nên lựa chọn duy nhất là đánh lừa. Hai người nhờ Lang Béo đưa ra cửa nào, sau đó đến nhà chồng tôi. Tôi đã chọn cả một hộp cống phẩm. Chỉ cần hổ béo dám cướp, bạn có thể phải đi qua 18 tầng địa ngục vài lần. Địa ngục, địa ngục. Khoảng trống không có người, đột nhiên một hộp bảo vật xuất hiện. Tuy nhiên, đúng lúc FAT Tiger muốn chiếm lấy nó cho mình. Cướp giữa ban ngày, FAT Tiger cuối cùng đã đến gặp Diêm Vương. Nhưng hai người vẫn chưa có thời gian để hạnh phúc. Hổ béo phạm tội trộm cắp, hùng hồ phạm tội gài bẫy. Béo Lang muốn làm rõ mối quan hệ, nhưng vì ra cửa nào cũng trở thành đồng phạm. Không ai trong số 4 người có thể trốn thoát. Không ngờ lúc này hổ béo lại trở thành vua mạnh miệng. Vì trong từ điển của anh không có trộm cắp mà chỉ có mượn. Về việc khi nào nó sẽ được trả lại, điều đó không còn quan trọng nữa. Vì vậy, Diêm Vương đã buông tha đứa trẻ bản chất không xấu này. Về phần những người khác, chỉ cần chờ đợi sự hủy diệt hoàn toàn. Chú hổ béo sống sót sau thảm họa, nhanh tay mở chai nước uống để xoa dịu cơn sốc. Sử dụng heo bốt làm cốc uống nước, giải thích ý nghĩa trận lũ lụt làm ngập đền Diêm Vương. Thấy chiếc cốc chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra, hổ béo tức giận đến mức bị run chết. Lần cuối cùng có người dám lắc đồ uống có ga như thế này đã là ở phương Tây. Tôi nhìn thấy chiếc hộp địa ngục được thổi phồng thành một quả bóng bay. Không biết bây giờ Diêm Vương có hối hận không? Để FAT Tiger đi trước,